Nội thất Nam Huy xin chào. Hôm nay Mộc Nam Huy mình giới thiệu đến các bạn một sản phẩm bạt học sinh gỗ thông ghép. Đó, với chất liệu là gỗ tự nhiên 100%. Bàn này với kích thước là dài 1 m, cao 1,5 m. Có thiết kế hai ngăn kéo cánh và các cái giá để sách cho các bé. Đó, đây chúng ta để các sách vở các bé để đây ha. Ở ngăn trên nữa. Ở dưới đây chúng ta có hai cái ngăn kéo. Hai ngăn kéo cho các bé chúng ta để đồ đạc rồi là bút hoặc những tài liệu gì đó nó quan trọng. Ở đây có một cái cánh có khóa luôn nhé. Khóa luôn. Thì sản phẩm này với kích thước là dài 1 m, cao 1,5 m. Giá bên xưởng mình là 2,5 triệu. Đó, ngoài ra thì mình có cỡ dài hơn là dài 1,2 m, cao thì vẫn chỉ là 1,5 m thôi, thì nó cao hơn 100 ngàn, 2,1 triệu. Đây, hàng bên mình đóng số lượng hàng loạt luôn, giao hàng tận nhà trong phạm vi là 40 cây miễn phí. Đây, giới thiệu qua với các bạn này gỗ thông ghép. Thì gỗ thông ghép tự nhiên nó là gỗ tự nhiên 100%, nhưng mà chúng ta ghép lại từ những miếng nhỏ như vậy, chúng ta ghép lại thành tấm lớn. Đó, thì ở phía bên công ty ghép ván này ấy, họ đảm bảo cho chúng ta là sử dụng trên 15 năm. Những cái đường ghép này không thể, các bạn lưu ý nhé, không thể lứt được nhé. Đó, công ty bảo cho chúng ta là 15 năm là không thể lứt được. Thực tế đó chứng minh là khi mà chúng ta đập gãy cái miếng gỗ này, ví dụ thanh gỗ mỏng như vậy, để như vậy chúng ta đập gãy thì không bao giờ nó gãy ở những đường nối này nha các bạn. Không bao giờ gãy ở những đường nối này, mà sẽ chỉ gãy ở những chỗ khác yếu hơn chứ không bao giờ gãy ở đường gỗ này. Đó, để như công ty ghép vén bảo hành cho chúng tôi là như vậy. Thì chúng tôi cũng bảo hành ngược lại với khách hàng tới 15 năm luôn. Đây, bên mình cũng sử dụng các cái công nghệ chạm khắc CNC cho các chi tiết trên cánh. Đó, đây là hình chú Doraemon, rất là dễ thương, cùng kèm theo chi tiết hoa lá tây ở hai phần hộp kéo. Với thiết kế là chúng tôi thiết kế là dành cho một các bé học sinh tới các bạn trung học nhé. Bàn chúng ta thiết kế là ngồi rất là vừa vặn, thoải mái, có thể chúng ta để đút cả ghế vô trong gầm được luôn. Đó, đối với ghế chân cao ấy, các bạn có thể đút vừa vô trong gầm luôn nhé, rất là gọn gàng. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi clip lần này nhé.